thử. Thử ngay. Thử nữa. Thử nữa. Bánh kẹo tuổi thơ 8x9x. Kẹo sao? Ê kéo ra. Cắt luôn đi. Không mở lại luôn. Không thể cắt lại bao giờ chứ? Dạ chưa một lần nữa. À kiểu sao? Con thử khổ rồi chứ nói. Thổng. Không, không bỏ vào miệng. Ăn kẹo nát hết rồi. Bình thường mà. Con thì thích. Nó không ngon. Chua quá. Chua thiệt cô ơi. Thạch cá. Cá heo. Ông chạm màu gì? Chạm màu cái gái à. Ôi trời ơi. Cái nào vị nào? Thôi tôi chạm vị này. Cái đó vị đó vị gì? Cái này giống nho. Nó này giống dâu. Úi, tại sao không nứt được? Trời ơi, nó bắn luôn mà. Chưa. Nghe là quá ngon. Cái này là dâu. Rau câu có nhiều nước, con không thấy ngon. Kẹo xe hình robot. Nói robot này. Không được. Vitamin C hả? Robot. Thấy ở trong tiệm thuốc tây. Con không biết tại sao người ta lại bán. À, ở đâu? Đầu đó. Ôi, nhiều quá. Ủa? Bên trong nó có bông gòn. Ủa? Món mỹ gì vậy? Nó có hình Doraemon. Con thấy vị gì? Nó ngọt. Nó mấy viên vitamin bình thường con hay mua. Nó hơi lạc, nó không có chua giống kẹo xê con hay ăn. Bình thường. Nó ngọt chịu hơn là chua. Nói tiếp theo. Kẹo pizza. Pizza. Pizza kia đi. Pizza. Ngon lắm. Mỗi người một miếng. Giống như pizza thật luôn. Con thích ăn pizza. Dạ có. Dạ chưa. Mà con cảm giác nó rất là ngon. Chiều con cũng hay bán cái này. Giống như mình chơi bỏ này vô lò rồi lấy ra đi. Thì một miếng thôi. Bỏ vô lò lấy ra. Cái này ngon. Kẹo dẻo. Không giống bị pizza. Không nó hơi ngọt. Mà cũng ngon. Đây sẵn một miếng. Rồi. Quá ngọt. Rất ngọt. Rất ngọt. Rất ngọt. Kẹo bột. Cái này rất là quen thuộc với con. Cái này là kẹo mà người ta đập ra. Không gọi là kẹo bột chứ. Cái này không giống như cái vị mà con hay ăn. Nhưng mà nó rất là ngon. Nhìn nè. Nó có vị bột. Có cái gì tả sao nữa. Mình nghe nó hơi ngọt quá à. Mà ở đây để chết xoài mà không nghe vị xoài. Tôi thấy là cái pizza này ngon nhất. 100%. Con thích nhất cái này. Còn hay ngon nhất là cái này. 4 3 2 1. Cái này dở nhé. Con chấm cái này một điểm tại vì nó không có mùi xê hay là nó không có chua lắm. Con không thích chua lắm nên con cho cái này một điểm. Con chế cái này nhất về con một điểm. Con vẫn thích choco pie hơn. Mày không chơi ra cái muỗng cái. Tôi chẳng biết mở đâu. Cho ai mở giúp tôi. Ấy thấy rồi, chéo ở đây nè. Ngay đây nhìn nó chỉ ngay đây nè. Wow. Quần quá sorry.